Xin chào các bạn, cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái công cụ rất là tuyệt vời các bạn ạ. Cái công cụ này nó có tên là YouTube Summary with ChatGPT. Và cái công cụ này dùng để làm gì? Công cụ này dùng để tóm tắt nội dung video ở trên YouTube. Và cũng có thể là nó sẽ lấy được toàn bộ lời trong cái video, tức là lời nói ở trong video nó sẽ lấy được toàn bộ. Và cuối cùng là cái này dùng để làm gì? Nó dùng để xào nấu video từ cái ý tưởng bắt đầu video đó. Vì chúng ta đã nắm được những nội dung chính của nó rồi thì chúng ta có thể viết lại một cái kịch bản video và chúng ta làm lại nó được. Thứ hai là gì? Chúng ta cũng có thể là xem nhanh một nội dung, bởi vì các bạn hiểu rằng là đôi khi các bạn xem những cái video bằng tiếng nước ngoài ấy, dài 15-20 phút nó nói mình chẳng hiểu cái gì đâu. Cho nên là dựa vào cái công cụ này các bạn có thể xem vắn tắt thông qua một vài gạch đầu dòng là chúng ta hiểu được toàn bộ cái nội dung một nói gì. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau cài cái add-on này vào trong cái trình duyệt và chúng ta cùng nhau khám phá nhé. Và đây nó là cái add-on ở trình duyệt Chrome hoặc Cốc. Chúng ta sẽ vào đây để tìm kiếm cái từ khóa là YouTube Summary with ChatGPT. Rồi, thì ngay cái dòng đầu tiên này nó là gì? Chrome.google này, nó là YouTube Summary with ChatGPT. Chúng ta nhấn vào đây, sau đó chúng ta tiến hành cài đặt các bạn nhé. Add to Chrome luôn, thật nhanh, thêm tiện ích. Rồi, như vậy nó đã được cài đặt xong rồi. Bây giờ công việc của chúng ta đó là gì? Hãy vào cái phần tiện ích này, sau đó là các bạn kéo xuống để tìm cái chat YouTube Summary with ChatGPT. Sau đó các bạn ghi nó lên thôi. Và nó đã hiện ra đây là chúng ta có thể dùng được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ vào YouTube và chúng ta refresh lại để chúng ta load lại trang. Nhấn phím Ctrl cộng phím R hoặc là F5 hoặc là reload lại. Rồi, bây giờ mình xem cái video này là dài 8 phút đúng không? Bây giờ chúng ta không biết nội dung nó nói gì, việc đầu tiên chúng ta vào đây đã. Vào đây, bắt đầu mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Rồi, trước khi chúng ta tiến hành sử dụng nó, bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần này, YouTube Summary with ChatGPT này. Chúng ta nhấn vào đây để thiết lập một số cái thiết lập ban đầu. Ví dụ các bạn sử dụng cái giao diện là gì, mình để mặc định. Format text, copy format mình cũng để nguyên luôn. Bây giờ nhé, bạn muốn dịch nó sang tiếng Anh thì bạn để nguyên, tức là nó tóm tắt sang cái phần bằng tiếng Anh thì bạn để nguyên. Còn nếu bạn muốn cái phần tóm tắt nó là tiếng Việt thì bạn sẽ chọn sang ngôn ngữ tiếng Việt cho mình. Rồi, nhấn vào đây. Đây, nó có nói là theo kinh nghiệm của chúng tôi thì việc nhận câu trả lời trong một ngôn ngữ khác sẽ mất nhiều thời gian hơn, nhưng mà mình vẫn dùng, không sao hết, để mình tắt đi. Bây giờ công việc của chúng ta là quay trở lại đây, chúng ta F5 một lần nữa, Ctrl N cũng được để nó load lại trang để nó nhận đã. Rồi, bây giờ chúng ta chưa biết là nội dung bên trong nó là cái gì đúng không các bạn? Để chúng ta cùng nhau khám phá tính năng của nó nhé. Khi bạn cài cái YouTube Summary with ChatGPT, nó sẽ hiện ra một cái thanh này ở trên cùng. Các bạn nhấn vào đây, kéo xuống này. Thì đây là toàn bộ phần lời ở trong video này nó nói, rất là dài đúng không các bạn? Đó. Rồi, phần lời chúng ta có thể copy toàn bộ phần lời bằng cách nút là nhấn copy. Chúng ta copy thử nhé, và mình sẽ đưa vào Word. Các bạn đưa vào cũng được, Notepad hay là bất kỳ một cái công cụ nào cũng được. Đây thì toàn bộ phần lời nó nói đây. Rồi, chúng ta tạm quay lại đây đã. Đây mới là cái tính năng hay nhất này. À, cái phần lời này ấy, thì nó cũng giống hệt cái phần này hiển thị lời nhé, chép lời này. Mình nhấn vào đây nó cũng hiển thị ra như vậy. Nhưng đây nó format đẹp hơn rất là nhiều. Còn ở đây nó cứ lắc nhắc từ từ một đúng không? Từng đoạn một. Thì đây nó làm đẹp hơn. Và bây giờ mới là cái công cụ tuyệt vời nhất là cái biểu tượng của ChatGPT này. Các bạn nhấn lên cho mình. Thì ngay lập tức là nó sẽ khởi động ChatGPT. Và nó bắt đầu tóm tắt những gì sau đây bằng tiếng Việt đây này, bạn nhìn này. Đấy, bắt đầu là tóm tắt các bạn nhé. Đây, chuyển sang luôn tiếng Việt rồi. Còn bình thường là nếu mình thiết lập ở bằng tiếng Anh thì nó sẽ tóm tắt bằng tiếng Anh. Thì trong đoạn văn này, tác giả giới thiệu một tiện ích Chrome mới có tên là AI PRM for Sales, được sử dụng để cải thiện ChatGPT cho mục đích tối ưu hóa công cụ tìm kiếm. Tiện ích này cho phép người dùng lựa chọn nhiều tùy chọn khác nhau để tối ưu hóa nội dung và thậm chí còn cung cấp tính năng viết lại nội dung của đối thủ với nội dung được tối hóa SEO. Các bạn thấy không?
nó đang tóm tắt cả một cái đoạn dài, cả một cái độ video dài một chục phút chỉ trong vài cái dòng thôi, xem nó tóm tắt hết đấy, nó tóm tắt nó chỉ như này thôi. Thế bây giờ cái công việc của bạn là bạn dùng cái này làm gì? Nếu như bạn thích xào nấu video từ một ý tưởng ban đầu thì bạn có thể viết một cái gì ạ? Hãy viết này lại đoạn văn dưới đây thành một kịch bản YouTube trong 3 phút, ví dụ như thế. Đây là mình ví dụ như thế, xong mình cách ra mình copy đoạn này, mình copy tất nhiên là khi mà làm về YouTube ấy, thì mình sẽ có một khóa học riêng, nhưng ở đây ý mình muốn nói là cách nó làm đây này, các bạn nhìn này, tiêu đề là gì nó còn làm sẵn cho chúng ta này, mô tả này, chào mừng đến với kênh YouTube của chúng tôi, hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu một tiện ích Chrome có tên mới là AI PAM for Sale, được thiết kế để tối ưu hóa nội dung và cải thiện vị trí của trang web trên công cụ tìm kiếm. Các bạn thấy kinh khủng không? Để xem nó viết được như nào nhé. Đấy, rõ ràng là cái công việc xào nấu video từ những ý tưởng ban đầu thì quá dễ rồi đúng không? Và một cái nữa là để xem nhanh nội dung của video thì chúng ta đã vừa phân tích với nhau rồi, chúng ta đã biết là nội dung, xem nhanh nội dung của nó thì đơn giản là nó đã tóm tắt ở đây rồi. Bây giờ là xào nấu lại nội dung để làm ra được cái video trên YouTube rất là tuyệt vời đúng không ạ? Đấy, và nó đã làm hộ chúng ta rồi đấy. Bạn thấy sự khủng khiếp của cái công nghệ chưa? ChatGPT nó đã ứng dụng được rất nhiều thứ trong cuộc sống và đây chỉ là một cái phần nhỏ thôi. Còn nếu như mà các bạn mà hiểu về nó và dùng nó hiệu quả thì các bạn kiếm ra vô số tiền dựa trên đây. Đấy các bạn thấy không? Từ cái đoạn văn ngắn ngắn như thế này, nó đã viết ra được một cái kịch bản dành cho YouTube rất là dài. Cảm ơn bạn đã theo dõi video này. Nếu bạn thích nội dung, hãy nhấn vào nút đăng ký và bật thông báo để nhận được thông tin về các tiện ích và công nghệ mới nhất. Chúc bạn thành công trong việc tự xem. Các bạn kinh không? Đây nó còn có call to action luôn. Nó làm rất hay. Khi bạn dựa vào đây thì bắt đầu bạn sẽ quay một cái video ở trên YouTube. Được chưa? Rồi, thì đây là phần tiếng Anh nhé. Bây giờ mình sẽ lấy một cái video tiếng Việt để xem thế nào. Đây, xem một cái video tiếng Việt. Xem nó ngắn các bạn nhé. Rồi mình cứ lấy để demo thôi mà không cần đi nhấn vào đây. Mình chưa biết nội dung ở bên trong nó như thế nào. Để chạy hết quảng cáo các bạn. Mình chưa biết nội dung của nó bên trong nó như thế nào, nhưng mà qua cái công cụ YouTube Summary này mình đã biết được rằng là nó đã có nội dung như này, mình có thể đọc nhanh được. Hai nữa là mình sẽ sử dụng công cụ YouTube Summary này để tóm tắt lại nội dung của nó xem sao nhé các bạn. Đây là mình demo thôi chứ không có nghĩa là các bạn sẽ xem cái bé tí ngắn gọn như này thì không cần phải tóm tắt làm gì cả đúng không ạ? Rồi, bây giờ giả sử là tóm tắt như này, bây giờ mình sẽ yêu cầu nó viết thành kịch bản YouTube nhé, để các bạn xào nấu nội dung nhé. Hãy viết là đoạn văn dưới đây thành một kịch bản video trên YouTube trong 1 phút thôi. Đấy, sau đó bạn sẽ copy toàn bộ này. Đấy là cái cách để chúng ta xào nấu nội dung mà chúng ta có thể làm cho cái kênh YouTube chúng ta nó trở nên khủng khiếp. Nhạc có đầy đủ, đầy cảm xúc. Cảnh quay đầu tiên là hình ảnh của đoàn cứu hộ. Bạn thấy không? Nó mô tả một cái kịch bản video trên YouTube rất là khủng khiếp luôn.
Được chưa? Tiếp theo, người dẫn chương trình cho biết đoàn cứu hộ cứu nạn đã tìm được nhiều vị trí nạn nhân bị vùi lấp. Trong số 8 điểm có 2 điểm có người sống sót và 3 vị trí khác có nạn nhân bị vùi lấp. Cảnh quay chuyển sang đoàn cứu hộ cứu nạn đang tìm kiếm các điểm được phát hiện, hình ảnh nghiêm túc. Đấy, nó còn mô tả cái gì ạ, cái tông đó là nghiêm túc, độ trang nghiêm, tập trung của các chiến sĩ đang được tìm kiếm được thể hiện rõ nét. Video kết thúc bằng những hình ảnh của các nạn nhân và đoàn cứu hộ cứu nạn đang làm việc, kèm theo thông điệp về sự quan tâm và trách nhiệm của quân đội nhân dân Việt Nam. Hay không các bạn? Một cái kịch bản như thế này thì làm sao mà đỡ được? Anh em mình làm sao mà có thể nghĩ ra nhanh như thế, đúng không ạ? Và với cái ứng dụng tuyệt vời này của nó thì YouTube Summary with ChatGPT nó trở thành công cụ rất đắc lực cho những anh em sáng tạo nội dung. Và video ngắn này mình sẽ kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Bye bye.